Em chào các bác, hôm nay em quay video đây là tách cái chậu địa lan Thanh Huyền các bác. Cái Thanh Huyền, cái này là trồng bằng giá thể là đất Nhật trộn vỏ thông các bác nhé, tỷ lệ 1:1. Cái này thì bộ rễ cũng khá là ổn. Lá của nó khá là mềm mại, rất là đẹp quá. Cái này là cái Thanh Huyền các bác nhé. Thanh Huyền. Cái này lá rất là mềm mại và đẹp. Cái này nó cũng dạng dòng chung cũng khá là đẹp quá. Tơ thì bao giờ rễ nó cũng rất là khỏe. Thì hôm nay em có tách được mấy đơn. Các bác sưu tập cái nào thì liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em có tách có mấy cái thân bánh đẻ mọi người lấy nên là giờ chỉ còn 3 thân trong các bác, 3 thân trong. Thì đầu tiên là đơn số 1, đơn số 1 là có 2 củ nha các bác nhé. 2 củ nhưng mà có củ này một lá cắt rồi. Nên chung củ này thì lên hơi xui anh em chơi cho vui các bác. Củ già. Củ này đơn số 1 em bán là 200 nghìn các bác nhé. 200 nghìn đơn số 1 ạ. 2 củ, em có một cái rễ. Có một cái rễ. Em sang đơn số 2. Đơn số 2 đây nó cũng là 2 củ, một củ một lá, một củ ba lá. Các bác. Một củ một lá, một củ ba lá, nó là củ già các bác nhé. Đơn số 2 em bán là 700 nghìn ạ. 700 nghìn đơn số 2. 2 củ. Em sang đơn số 3. Đơn số 3 là một thân ạ. Một thân thì một thân già. Cái này để một bên rồi. Một bên ra hoa các bác nhé. Để một bên và một bên ra hoa. Lá thì cơ bản lỗi. Các bác. Cơ bản lỗi. Cái này thì em bán là 500 nghìn các bác nhé. Đơn số 3. 500 nghìn đơn số 3. Cái đấy dễ cũng khá ngon các bác. Cái số 3 này dễ khá ngon. Khá đẹp. Em sang đơn số 4. Đơn số 4 đây là hai thân một mầm. Mầm cũng khá là to đây. Bộ rễ đẹp quá. Cây cặp tơ nên là bộ rễ nó cơ bản là ổn. Đây, cặp tơ các bác. Cái đơn số 4 em bán là 2 triệu rưỡi các bác nhé. 2 triệu rưỡi đơn số 4. Hai thân mầm. Cái này thì nó chưa thấy nó có hoa các bác. Nếu có hoa nó sẽ là trong nách lá trong này. Nếu nó có thì sẽ là trong nách lá các bác nhé. Còn không thì là nó sẽ không ra. Tại vì cây này thì tất cả những cây này, kể cả những cây củ to em cũng đều chưa thấy nó thỏi nụ ra. Tại vì nách lá còn rất là xanh. Em sang đơn số 5. Đơn số 5 đây là hai thân một mầm cũng to. Các bạn, hai thân mầm to. Tại vì cái cần lá này còn xanh nên chưa biết nó vụt ra hay không, nên không biết có hoa hay không các bác nhé. Các loại một cặp rất là khỏe. Cặp này thì em bán là 3 triệu các bác nhé. 3 triệu. Đơn số 5 là 3 triệu các bạn. Hai thân. Một mầm rất là to đẹp. Em sang đơn số 6. Đơn số 6 cùng với đơn số 5 nó xem nhau quá, đều đẹp cả. Đều là hai thân một mầm rất là to lực. Và bộ rễ khỏe. Đó. Đất Nhật trộn vào thông tỷ lệ 1:1 các bác nhé. Có cả đá bọt lẫn xỉ than, tỷ lệ thì nó rất là ít thôi. Đấy, cơ bản là cây rất là đẹp. Ồ. Thì cái này em bán 3 triệu các bác nhé. Thì các bác sưu tập những cây tơ đấy thì mình chơi nó khỏe. Mình chăm nó dễ hơn các bạn. Cặp tơ. Hai thân mầm rất là to. Thì đây là cây địa lan Thanh Huyền. Thì các bác sưu tập cây nào liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.